cái chỗ này mình book đó, nó có cho mình chọn từ mỗi session là 1 tiếng, nhưng mà nó không có giới hạn, mình vô là 1 tiếng là mình phải đi ra. Thì nó có cái suất đầu tiên là từ 9 giờ tới 10 giờ, chuyến cuối cùng sẽ là 4 giờ chiều. Cái này là 7 trái, từ lớn tới nhỏ, giống như nhà mình là 7 người luôn nè. Đó. Hello, xin chào mọi người. Bây giờ mình đã có mặt tại Berry Delicious Strawberry ở Pitton. Từ mình chạy đến đây cũng cỡ 1 tiếng. Cái chỗ này thì mình phải booking trước thì mình mới được vô, vì Covid cho nên nó cũng có limit người á, chứ không có giống như ngày thường mà muốn vô là vô. Thì hiện tại mình đang ở ra cái vườn farm strawberry nè, rất là nhiều mà cũng khá là đông người. Tiền vô cổng thì nó chặt mình là 20 đồng một người, và nếu mình mua về thì là 20 đồng một ký. Nhưng mà mình muốn ăn bao nhiêu thì ăn, không có hàng tính phí luôn. Cái vườn rau này thì nằm ở bên trong, không có ngoài nắng cho nên rất là tốt cho nít, người lớn thì cũng được, không sợ cháy nắng hay gì luôn. Okay. So, Christmas in 9 days. Merry Christmas. Okay. If you're looking for Christmas or Christmas-related things, they won't last that long. Yeah. Awesome. Yeah, cắt thử ăn thử nè. Nó không được bự lắm ha. Không bự bự giống như quảng cáo. Bạn mình chưa thấy ngọt hay chua? Ngọt chua chua chứ không phải là ngọt đắt. Ok, tổng chua. Ok. Không phải là chua lắm mà cũng là chua chua ngọt ngọt, nói chung là ăn cũng cũng được. Nhưng cũng khi vô thì họ sẽ phát cho mình cái thao và kéo để mình cắt. Và họ sẽ chỉ cho mình cắt như thế nào để không bị hư trái. Họ sẽ chỉ mình là cắt từ dùng phía trên cắt xuống, chứ không nên cắt nguyên cái dàn cây. Đây. Chỗ này người ta chỉ mình sẽ cắt từ ở kế bên cái này mình cắt xuống, chứ không được cắt ở trên đây. Mình sẽ từ đây nè. Đấy. Vì chỗ này họ không có cho mình đụng tay, dùng này và dùng kéo để mà mình lấy cái trái mình muốn. Nếu mà trái hư hay gì á thì mình cầm mình quăng vô thùng rác, đừng dục dưới đất nha. Giờ mình thấy trái thì mình cứ hái thôi. Chắc bây giờ là qua mùa trái nó không được bự. Nhưng mà vậy là cũng ok lắm rồi nè. Cũng bự đúng không? Mà đỏ nữa. Con trồng cũng ngon. Mình thiếu một chén muối ớt. Mình qua cái vườn kế bên á, trái nó bự hơn nè, nhìn nó rất là ngon hơn nè. Đó. Quất nó cơ. Thôi rớt hết. Bên đây trái ngon hơn, to hơn. Nè. Nhìn nó đỏ hơn nữa. Đây, quá trời luôn. Hàng gì. Ồ. Wow, nè. Đắt, ở đây nữa là đắt. Nè. Nè, bây giờ cắt cho vô trái này, vô thử trái này bên vườn bên này có ngọt không nha. Ok. Nè.
Nè, trái này là trái nãy mình mới cắt. Trái này hả? Thử rồi, ngọt coi. Không? Có ngọt hơn bên kia không? Hay là cũng vậy, cũng chua chua? Vậy chua chua. Bên đây thì nhiều trái đỏ hơn. Đi một vòng luôn là đỏ nhiều. Còn bên kia là giống như là đã bị hái qua một đợt rồi. Rồi, chúng ta qua vườn cuối cùng. Wow, vườn này nó đỏ hơn nữa ha. À, rất là đỏ. Mấy vườn càng về sau á thì càng nhìn đỏ mà ngon ghê luôn. Quá trời trái luôn. Quá trời. Nhưng mà chỉ một cái là không được bự giống như là cái lúc mở vô mùa. Đây. Nhìn trái dâu đỏ tươi đẹp ghê luôn. Ăn thì rất ngon. Trái nào trái nấy nhìn nè. Wow. Wow. Nhất nè, để đâu? Đây, hai okay. Em này. Hai em này ha. Một em. Hai em. Rồi tiếp. Nè, trái này. Có bị hư không? Không. À. Nó hơi mềm với cái hơi mềm okay. Nè trái này chắc giòn nè. Uống mềm luôn. Đây là cái vườn nằm dãy cuối cùng của nó rồi. Bây giờ mình sẽ đi dạo một vòng một cái nữa nha. Wow. Nè. Wow. Wow. Nhưng mà hình như bên này bên hông nó bị hư rồi. Ôi, càng xuống á nó càng bự mà. Cái vườn cuối này càng xuống dưới thì trái nó càng to. Quá trời luôn nè. Đó. Ồ, bự ghê luôn. Trái này nè. Nhìn hai trái phía sau kìa. Đúng không? Ừ. Bị hư không? Cũng không bự lắm nha hai trái đó. Nhưng mà nó rất là đỏ. Yeah. Ê, trái này nè. Ừ.
Ê, sao con cháo màu xanh rớt xuống kìa. Nữa hả? Một chùm luôn. Wow, sao càng xuống về đây nó cái cây á nó càng cái trái đó, nó vòng thòng xuống nữa. Wow, coi cái trái này ngộ nè. Sao lại có một hình hài giống như một cái hàm răng kỳ cục như vậy, giống như một cái răng đúng không? Thôi chú mang em về nhà đi nhé. Nè, wow, cái thao này có vẻ rất là nặng rồi đó, rất là nặng. Ô ô ô, hai dâu mà tóc một hồi áo à, rất là nhiều trái nè. Trái này cũng đẹp nè. Ồ, mấy vườn này cắt xả rồi, con trai trước mặt nữa kìa. Đó, đi thẳng ở đây này nè. Hả, cái trái này nó cứng nè. Nè, đất. Nhìn giống Spider-Man không? Vì hai dầu giống như là nhìn mà anh vậy đó. Vườn này dẫn gia đình mấy đứa em bé rồi tới rất là thích. Vì nếu mà dưới nhỏ nhỏ thì nó sẽ có cái bục để đứng lên. Để đứng lên cái bục đó. Rồi cắt dâu. Mấy đứa con nít sẽ rất là thích cái vườn này luôn. Mát mẻ, không nắng mà cũng che được mưa luôn. Hồi nãy vô đây là hầu như thấy rất là nhiều gia đình dẫn con nít. Nhiều gia đình dẫn những đứa con vô đây để hái. Và bây giờ cũng là đang dịp mùa school holiday rồi, cho nên một chỗ rất là lý tưởng, gia đình có thể đi hái dâu, đi chơi lành mạnh mà rất là an toàn. Đây, bây giờ mình sẽ đi ra phía trên, đó là cái chỗ khai thác rồi. Chỗ tính tiền là phía trước thôi. Những cái chỗ mà trồng dâu nó sẽ bao bịch như vậy. 1, 2, 3, 4 chỗ. Trước mặt mình là sẽ là cân ký để trả tiền. Đây, mình mới tính tiền xong. Nguyên cái đống này là 4.3 kg. Cỡ như ta? 80 hả? 80 mấy đồng? 80 hình như 86 đồng. 86 đồng. Thấy ít như vậy mà đã là 4.3 kg rồi. Ghê thiệt. Ok, bây giờ một ngày đi hái dâu mình đã xong, bây giờ mình sẽ đi về nha. Bye bye. Bây giờ là mình chia ra nè, để hồi lái xe sẽ không bị dập cái dâu. Wow, nhìn đẹp quá hả? Mấy cái này là mấy cái vườn vườn đầu. Vườn đầu là nằm bên đây nè, nhỏ nè. Còn mấy cái này là mấy cái vườn sau mình đi rất là bự. Đây. Mốt mọi người đi cô nhớ mang theo mấy cái FT nhé, để vô cho nó đừng có bị. Và đặc biệt mình phải kiếm cái đồ bịch dài, không thôi phải đi giày đen. Vì chỗ này nó sình lắm, nó dơ.